Thưa quý vị, xác định người lao động là tài sản vô giá của doanh nghiệp và đất nước. Vì vậy, trong dự thảo luật công đoàn sửa đổi lần này, cần bổ sung một số quy định liên quan đến chăm lo và bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người lao động. Đây là ý kiến của một số đại biểu khi thảo luận về dự thảo luật công đoàn sửa đổi trong phiên họp sáng nay. Đại diện người lao động tại cơ sở. Tại khoản 5 điều 24 dự thảo luật quy định về trách nhiệm của đơn vị sử dụng lao động đối với công đoàn, đại biểu đề nghị cần bổ sung thêm quy định nhà nước kịp thời xử lý kiến nghị của công đoàn liên quan đến chăm lo bảo vệ quyền lợi, lợi ích chính đáng của người lao động. Luật công đoàn và các luật liên quan khác là trách nhiệm thực thi chung của cả hệ thống chính trị, tổ chức sử dụng lao động và đoàn viên công đoàn và người lao động. Thực tế, người sử dụng lao động ở doanh nghiệp còn vi phạm nhiều về luật lao động, luật công đoàn, luật bảo hiểm nhưng chưa được xử lý nghiêm minh và kịp thời. Ngoài trách nhiệm của công đoàn, các cơ quan nhà nước có thẩm quyền cũng cần có trách nhiệm chủ động phát hiện, xử lý kịp thời và nghiêm minh để bảo vệ quyền và lợi ích của người lao động, đề nghị xem xét có điều khoản về việc này. Theo đại biểu Nguyễn Hoàng Uyên, nếu tổ chức công đoàn không thể trực tiếp đứng đơn khởi kiện doanh nghiệp nợ bảo hiểm xã hội, sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng đến quyền và lợi ích của người lao động. Vì vậy, cần nghiên cứu nội dung này cho phù hợp. Thời gian qua, việc doanh nghiệp nợ bảo hiểm xã hội của người lao động là một vấn đề bức xúc. Tuy nhiên, việc khởi kiện của tổ chức công đoàn còn gặp nhiều vướng mắc. Công đoàn không thể đại diện khởi kiện tập thể mà phải hướng dẫn người lao động ủy quyền khởi kiện cá nhân. Việc ủy quyền cá nhân khởi kiện phải nói là khá nhiêu khê, cụ thể như là doanh nghiệp có hàng trăm, hàng nghìn người lao động trở lên nợ bảo hiểm xã hội thì rất khó để tập thể người lao động viết giấy ủy quyền cho tổ chức công đoàn. Nhưng về phía tòa án nhân dân thì không nhận đơn khởi kiện tập thể mà bắt buộc cá nhân người lao động làm đơn và giấy ủy quyền cho tổ chức công đoàn nhận ủy quyền khởi kiện. Do vậy, dự thảo luật cần nghiên cứu tạo điều kiện thuận lợi cho công đoàn thực hiện quyền khởi kiện tập thể khi doanh nghiệp nợ bảo hiểm xã hội của người lao động. Đồng thời, quy định này các đại biểu cũng đề nghị tăng cường sự giám sát của công đoàn cấp trên đối với cấp cơ sở nhằm đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của người lao động khi xảy ra tranh chấp.